Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần kế tiếp ha. Trong cái mục số 3 chúng ta sẽ phân ra là kamavacara, rupavacara, arupavacara và lokottarankiyati. Thì trong cái kamavacara sẽ phân ra là akusalacitta, chúng ta đã đi qua rồi ha. Tức là có 12 cái tâm được xuất hiện. 12 cái tâm được xuất hiện nó tạo tác ra tất cả các điều ác xuất hiện pháp, ví dụ như sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói gió, uống rượu, nó đâm thọng đều là từ đây mà ra hết. Tiện thể khi mà đề cập đến 12 tâm bất thiện, chúng ta nói luôn ha, trong cái 12 tâm bất thiện như vậy đó, thì đối với một bậc mà bậc đối với phàm phu thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng có đầy đủ hết ha, không có khiếm khuyết gì. Nhưng mà đối với cái bậc tu đà quần, cái bậc mà đã đoạn tận được ba cái kiết sử, tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến là gì? Tức là sự thấy sai, chấp lầm cho rằng cái thân ngũ uẩn này là ta, là của ta, theo 20 khía cạnh. Tức là về sắc uẩn thì sẽ vị đó sẽ nghĩ rằng đó là sắc uẩn là ta là sắc uẩn, sắc uẩn ở trong ta và ta ở trong sắc uẩn. Tương tự như vậy, thọ tưởng hành thức sẽ nhân cho 4 khía cạnh như vậy, thành ra 20 cái khía cạnh nó được gọi là thân kiến ha. Tức là chung vi, khi nào mình có một cái quan kiến, có một cái quan niệm chắc rằng đó là có một cái tự ngã, có một cái tự tánh mà phía bên trong mà nó thường hành, mà nó chi phối điều khiển, cũng giống như một ông chủ như vậy, gọi là samyatta, hoặc như gọi là vedanika atta, tức là cái tự ngã mà làm cái phận sự, tức là làm cái việc gọi là cảm thọ. Thì như vậy đối với cái bậc mà tu đà quần mà đã đoạn tận hai cái sự như vậy đó, thì vị đó sẽ còn cái gì? Vị đó còn tham không? Dạ còn. Bởi vì sao? Vị đó chưa có diệt được là dục, chưa có diệt được là dục ái và vô sắc ái luôn. Dục ái và hữu ái vì nó chưa diệt được, vì nó chỉ diệt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Trong 10 cái mà kiết sử chúng ta sẽ có là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, rồi bắt đầu là dục ái và sân. 5 cái này được gọi là 5 cái hạ phần kiết sử. Rồi 5 cái nữa tức là 5 cái thượng phần kiết sử, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngạ mạn, phóng dục và vô minh ha. Thứ nhất tức là cái gì? Thân kiến và sakkaya. Sakkaya ý thí hả? 10 cái này đúng rồi, 10 sanyojana nè. Sanyojana hoặc như sanyojana nha. Chúng ta có hai từ nha, từ nào cũng ám chỉ cho gọi là cái kiết sử. Kiết sử ở đây tức là sự trói buộc nha. Từ cái tiền có là xăng, còn cái vô chai nát tức là dốt, vô chia tí có nghĩa là cột, cái ấp đó. Ví dụ con bò, con trâu đó, khi mà người ta bắt cái ấp vào đó, tức là nó hoàn cái sự trói buộc rồi. Cái xăng vô chai nát tức là sự trói buộc ha. Thì tiền tiện như cái này ra luôn, sắc cây giáp biết thí tức là thân kiến ha, rồi hoài nghi là quý chích cha. Vichipicca rồi ba tức là si bát tát paramasa, si bát tát si lát tát paramasa tức là si lá ha, cộng quá tá cộng paramasa tức là ba tự nha. Thì quá tá đây tức là gì? Nghi lễ, thì có nghi thức, nghi lễ. Còn si lá ở đây tức là ám chỉ cho cái hình thức, gọi là nếu mà si lá nó có nhiều nghĩa lắm nha. Si lá có nghĩa là morality tức là cái đức hạnh. Sila nó cũng nghĩa còn lại nature, nghĩa là cái bản chất luôn. Cho nên nó thường được gọi là sila, nitya sila tức là thường giới, tức là nó trở thành một cái bản chất luôn. Tức là cái bản tánh thiện đó ha. Tức là sao? Những cái, tại vì mình được tái sanh làm người nó không phải là cô gái nó ngồi đó vậy. Mình tái sanh làm người không phải là đơn thuần là muốn làm người là được làm người, mà nó là kết quả của thiện nghiệp. Kết quả của thiện nghiệp vậy. Mà kết quả của thiện nghiệp phải tương xứng với gì? Những cái hành động là thiện pháp. Dạ. Nhưng mà do ví dụ mình sống, mình thân cận, rồi mình tiếp xúc với môi sinh cũng như là với người ác rưới các cái đó. Trong trong đây còn dư người này. Dạ. Cũng hơn là bữa nay là hai người cho bắn đó.
quá tá có nghĩa là nghi lễ, nghi thức và quý chí. Cái cha là cái từ này chúng ta có học rồi ha, ngày bữa đó. Hoài nghi là thêm hai cái nghĩa ha, tức là mệt mỏi trong vấn đề suy nghĩ nha. Còn sắc ca giá là xa há nha, xa há nè, cộng với ca giá là thân. Thân ở đây mình phải hiểu rằng nó tức là ám chỉ cho là ngũ quẩn luôn nha, chứ không thân ở đây không có ám chỉ cho sắc quẩn không nha. Vì rằng cái tà kiến tức là cái quan điểm chắc sai thế rằng nó phải cho cái ngũ quẩn này. Ba ra ma sa r sang như trên lá bọn này là n chữ ở ngoài, ở ngoài bề nhất trên lá. Rồi ba cái này đó tức là một bậc đó là sơ quả, hay được gọi là bậc sotapanna nha. Sotapanna tức là cái bậc là bậc sơ quả ha. Còn mà nếu mà tính từ là sotapatti nha, nếu mà sơ đạo á, sơ đạo sẽ là sotapatti cộng với mắt giác, tính từ nha là sotapatti mắt giác hoặc ta lá nha. Đây khi mà ghép vô đó là sẽ là cái từ trên sotapatti nha. Còn khi mà sotapanna tức là gì, đây là bất biến, ở đây là quá khứ phân từ của động từ babunna tí, tức là đã hoàn tất, đã đầy đủ rồi. Rồi kế tiếp nữa tức là cái gì, dục ái hả, kamaraga. Năm nữa tức là Yabara. Nghĩa Việt thì chắc biết rồi ha. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, rồi bắt đầu đây là dục ái, sân. Dạ, sân hận, sân ác cũng được hết. Hai cái này đó sẽ được giảm nhẹ, giảm bởi đó là Sakadagami. Sakadagami là Sakadagami tức là bậc gì? Bậc ở trên đó là bậc nhập lưu, ở đây đó là bậc nhất lai. Bậc nhất lai nha. Ví dụ như Sakadagami tức là sắc căn nè. Rồi Agami là sắc căn là gì? Là một, Agami tức là trở lại một lần đấy ha. Đó là bậc nhất lai. Nhất lai tức là đáo lại ở cõi dục một lần thôi. Giảm nhưng mà diệt luôn. Diệt bởi Anagami. Hai cái này diệt luôn cỡ bởi Anagami nha. Cũng là ná cộng với Agami. Agami là đến ha, mà không còn đến nữa, tức không trở lại cõi dục nữa, là bất bất lai. Cho nên là nhất lai là bất lai. Rồi năm cái này được gọi là năm cái á, năm cái hạ phần ha. Hạ phần tức là cái phần đầu. Hạ là phần đầu, phần đầu kiết sử. Rồi bắt đầu dưới đây tức là ái sắc, rupa raga, arupa raga. Ái sắc, ái vô sắc hả? Rồi bắt đầu tức là ngã mạn, tức là ma ná, phóng dật tức là thức giác, và vô minh tức là avijja. Ruparaga, aruparaga nhỉ? Thì năm cái này đó thì được gọi là năm cái này nó được diệt hoàn toàn ha. Diệt bởi Arahant là bậc Arahant. Đây là thượng phần. Kiết sử. Thượng phần kiết sử.
các vị tập làm quen thì mốt thấy từ này mình sẽ quen, mốt mình đọc dễ hơn vậy. Mà nếu mình hiểu nghĩa từng trong á, từng vế mà nó cộng lại đó thì mình khỏi cần phải nhớ luôn rồi, nên là mình lấy luôn rồi. Cái này học một lần nhưng mà mình có biên nghĩa mà nó tắt ra đó thì mốt như vậy mình nhớ lại đó thì nó học nhanh hơn. Khi học pháp cú cũng như vậy, học 423 câu đó, nếu mình học bằng Bali đó thì nếu mà mình học thuộc lòng mình đọc không á thì nó không quên. Nhưng mà nếu mà mình đọc á mà mình hiểu được rõ từng cấu trúc mà bắt nguồn từ đâu á thì nó dễ hơn, nó dễ nhớ mà cũng nó khó quên. Cho nên các ngài tâm tạng không phải các ngài không hiểu nha, các ngài đọc hiểu đó. Tại vì trước khi mà lên học tâm tạng, thứ nhất là các vị phải chạy qua gọi là Dhammacariya, hỏi giờ Alankara là nền tảng, bắt buộc phải qua Dhammacariya. Còn có những vị ví dụ như thêm cái bằng mà Abhiquan-xá nữa là các vị biết là cái học vị mà Abhiquan-xá là nó cũng tương đương giống một vị tâm tạng như vậy đó. Tại vì các vị đã học phải học lòng rất là nhiều trong chú giải như học chú giải, nhưng mà các vị đó không có trùng tuyên cũng như là không có đảm bảo hết, tức là học theo phần thôi. Nhưng mà phải khảo sát và đọc được hết. Chứ là các vị đó là không có sử dụng bản dịch, đa phần là đọc thẳng chú giải thôi, đọc trên bản Bali không chứ không sử dụng nữa. 40 năm trước mà bọn con biết cái này thì hay quá. Nó dễ nhớ, bỏ đi lại. Dạ đó. Sư, cái từ sắc có từ đầu nó là nghĩa là gì? Từ sắc có nghĩa là gì thưa sư? Sắc là sá hát với ca giác. Sá hát với ca giác. Hôm bữa cái chữ sá này sư có biên cho nó có ba nghĩa, một là sá hát sanh tá, ba là sanh ma nha. Thuộc về thân đó. Bây giờ chị Linh nghĩa lại là sắc ca giác biết tiếng là thân kiến. Thân ở đây tức là tại vì dựa vào cái từ gốc mà dịch ra nghĩa như vậy thôi, nhưng mà phải hiểu rằng chữ thân ở đây ám chỉ cho rất là ngũ quẩn luôn nha. Tức là sự cái quan kiến chấp sai trong ngũ quẩn luôn, chứ đừng nói để mình thân kiến là bắt đầu vậy là chỉ có quan niệm sai trong sắc pháp thôi là không đúng rồi. Rồi quý chí kích cha là cái từ mà gọi là quý chí cộng với lại quý chí cộng với kích cha, cái phân từ mà hôm bữa mình có học rồi. Còn si lắp bát ra ma sát tức là quá tá nha. Tại vì chữ B ra nè, cái từ gốc là chữ V. Âm V và âm B đó nó đều là âm môi hết đúng không? Vá, ba đều là âm môi hết, khi mà nó chuyển qua nó đổi thành âm B. Mà khi âm B như vậy á, khi mà chữ một nguyên âm trước mà cộng với một cái âm mà bị chuyển hóa như vậy nó phải gấp đôi lên thì nó tăng cường, nó mới gọi là si lắp bát á. Paramasa là gì? Sự trói buộc, sự chấp chặt. Paramasa là sự chấp chặt cái nghi thức sai lạc mà thuộc về gọi là đức hạnh, cho rằng đây là cái con đường mà đưa về thiên giới rồi. Còn ca má ở đây á, mình phải hiểu rằng ca má ở đây không phải là cõi dục ha, mà ca má ở đây tức là gì? Ca má gú ná nha. Ám chỉ cho tức là gì? Cái dục tánh á ha. Mình còn nhớ cái chữ ca má gú ná không? Cái gú ná tức là cái bản chất, cái bản tánh á, mình phải hiểu cái dục tánh. Còn ra gá ở đây đó, ra gá ở đây á tức là nói về cái phạm trù tức là ái luyến mà dẫn đến sanh hữu. Chứ không còn khi mà mình đề cập tới lô bá đó, tức là mình chỉ nói cái căn gốc phổ thông trong tất cả các tâm tham đều có cái lô bá này, lô bá mu lá này hết. Lô bá từ cái căn lúc có nghĩa là sự bám chặt, nó ám chỉ cho tức là cái danh từ mà phổ thông thôi. Nhưng mà khi mình nói về cái khía cạnh tức là bám về sanh hữu, mong mỏi về ví dụ như mình làm cái điều lành điều gì đó, mình cũng mong về được sanh về gọi là cõi trời cõi người để hưởng những cái quả mà gọi là quả lành mà của cõi trời hoặc quả lành của cõi người. Ví dụ như mình gọi đó là nhân sản, thiên sản đó. Sản ở đây tức là sự tài sản đó ha. Đá ná tài sản, nhân sản tức là manusa đá ná. Rồi còn thiên sản tức là đeo quá đá ná ha. Hoặc như mình xài cái từ mà sambatti là sự thành tựu ha. Sự thành tựu nó có hai cái từ mà sambatti với vipatti vậy. Sambatti nó khác với vipatti. Ở đây đó tức là sự may mắn, sự thành tựu. Ở đây đó sự bất hạnh. Nghịch nghĩa nha. Sambatti tức là đạt được cái sự mà tốt lành, thì em biết là đạt được tốt lành của cõi trời con người thì đó là sambatti. Còn nếu mà bị đọa vào cõi khổ thì đừng nói là cõi khổ địa ngục thì vipatti ha. Nhưng mà
trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật có nói thì Sambatti này có ba cái là Sambatti, là ví dụ Sila Sambatti là thành tựu về giới nè, thành tựu về trí tuệ nè, rồi thành tựu về về quyến thuộc nè, rồi thành tựu về tài sản nè. Thì như vậy đó, Đức Phật hỏi đó, nếu mình bỏ bớt đi thì mình còn cái gì sẽ là còn giữ lại cái thành tựu sẽ là tối trọng nhất? Thì trong đó là chỉ có thành tựu về tri kiến thôi là giữ lại, cái đó là mới tối cần. Còn vấn đề mà thành tựu về gọi là tài sản, về quyến thuộc đó, thì nó cũng vậy, nó vẫn bị chi phối bởi mất mát ha. Chỉ có là tri kiến, sau tri kiến sẽ là giới hạnh ha. Rồi Yabada là biết rồi ha, Yabada là sân độc sân hận ha. Rupa đúng rồi, đúng rồi. Tại khi mình nói chữ đô xá đó, tức là mình nói cái từ chung, mình nói là cái trạng thái đó thôi. Nhưng mà Yabada ám chỉ cho cái khía cạnh đặc biệt, khía cạnh tức là khía cạnh trong nó khởi lên cái sự sân sân ác luôn rồi, nó khởi lên cái sự sân ác hả. Pati giá tức là sân độc, cái cấp độ nó mạnh hơn này nữa. Cái này sân ác hay chưa sân độc ha. Còn chữ rupa ở đây tức ám chỉ cho tức là cội, cội rupa ha. Rupa ở đây đó không phải là chỉ có cội rupa không, mà ám chỉ cho cái tầng thiền mà rupa mà chứ mình đang chứng đắc ở cõi người ha. Ví dụ như một người, một bậc mà gọi là tam nhân ở cõi người, khi mà tu tập mà thiền mà sắc giới như vậy, nó vẫn có khả năng chứng đắc thiền nếu mà vị đó có duyên lành vậy. Thì khi mà chứng đắc như vậy, vị đó cố gắng mà duy trì cái trạng thái thiền này luôn luôn giữ gìn như vậy, không có bị mất ở trong cõi người này, thì sau khi thân quả mạng chung, vị đó được sanh về cái cõi, cái cõi mà cõi vô, cái cõi mà sắc giới mà tương thích với lại tầng thiền mà vị chứng đắc. Thì như vậy trong cái kiếp mà hiện tại, trong cái thời bình sinh, vị đó phải vui thích trong cái việc mà nhập thiền, vui thích trong cái sự mà an trú vào tầng thiền như vậy. Tại vì nó ly dục được, nó cái trạng thái nó không có còn, mà phải các vị biết á, khi mà chỉ cần vào mà ví dụ như mà chứng thiền, không cần chứng thiền đâu, chỉ có bước vào cái trạng thái gọi là cận định hoặc an chỉ định thôi, là các vị biết là cái thân mình nó khinh an cái nữa, là mình phớt lờ cái chuyện đau mình, mà mình tê chân đúng không ạ. Cho nên khi mà dùng cái tầng thiền này đó, nó có thể lấn nước mà vượt qua được cái căn bệnh được. Cho nên là lúc mà cái thời bình sinh là vị đó vẫn hoan hỷ, thích thú đúng trong vấn đề đó là ái luyến trong cái sự an lạc từ tầng thiền này ấy ra, rồi ai biến ngay cả cái sanh hữu sau khi mà tái sanh. Cho nên Rupa phải hai cái khía cạnh nha, một khía cạnh tức là thời bình sinh, tức là hoan hỷ với lại cái trạng thái mà thiền an tịnh đó, vui thích trong đó, rồi hai nữa tức là hoan hỷ với cái sanh hữu mà thiền mà mình giữ gìn không để mất đi sau khi mình chết. Thì Rupa cũng tương tự như vậy ha, tức là thời bình sinh và cũng như là thời thái tục. Rồi ma né ở đây thì ngã mạng ở đây có chín cái phân cấp ha. Rồi Udacchā chúng ta học rồi, Avijjā tức là vô minh ha, ná cộng với bức cha, bức cha ở đây tức là bức chi về tứ đế ha. Rồi bức chi mà gọi là quá khứ hiện tại vị lai đó, rồi bức chi về idapaccha yata paticca samuppanna su đam mê su đó ha, là nhớ cái đó thành như duyên sinh ha. Cho nên đó, đối với bậc mà sotapanna sẽ diệt được ba cái này ha. Thì trong cái này là chúng ta sẽ thấy rằng nè, đối với phàm phu thì chúng ta có đầy đủ hết là 12 cái tâm bất thiện rồi đúng không. Rồi còn đối với bậc sotapanna, vì đó diệt được cái gì? Diệt được thân kiến hoài nghi phải không? Như vậy là kiến ở trên kiến là cái nào là hợp tà? Bốn cái này trong đây là có hai cái hợp tà, trong đây có hai cái hợp tà, thì như vậy là cái đầu là hợp tà ha, hai cái đầu là hợp tà, hai cái này là hợp tà đúng không? Đây là hợp tà mà hợp tà vô trợ, đây là hợp tà mà hợp tà hữu trợ, đây là hợp tà vô trợ hữu trợ, nhưng mà thọ là thọ hỷ và đây là thọ xả. Như vậy hai cái hợp tà này vị đó vẫn còn phải không? Tại vì sao? Ơi xin lỗi, cái bậc số tam anh đó là nhiệt được cái này nè, là nhiệt được hai cái này, chỉ còn là hai cái này thôi. Dạ. Rồi vì đó còn nhiệt cái gì? Hai cái phần của chiếc cha này ha, đúng không? Của chiếc cha này đó. Cho nên đối với cái bậc mà sơ quả ha, số tam anh sẽ nhiệt được năm tâm ha. Dạ. Còn đối với cái bậc mà sakadagami tức là bậc nhất lai sẽ nhiệt được cái gì? Sẽ làm giảm nhẹ nha, mình chỉ giảm thôi. Dục ái rồi, dục ở đây tức là cũng là hai cái tâm này luôn, hai cái tâm ly tà thọ hỷ và hai tâm ly tà thọ xả, tức là bốn làm giảm nhẹ và hai cái tâm này làm giảm nhẹ nha. Giảm nhẹ đây tức là làm gì? Tức là những cái nào mà của mà dục ái và sân này làm nhân mà đã đọa vào bốn đọa xứ đó thì không còn được, hiểu không? Ở đây đó tức là khi mà tới cái vị này đó là đã cắt đứt cái gì? Cắt đứt cái bốn appa giá rồi, appa giá bốn cái mà khổ cảnh rồi ha. Thì như vậy là không có vị đó, không có tạo ra cái ác nghiệp mà cho tái sanh vào bốn cái đường ác đạo nữa, vì đó chỉ từ cõi người trở lên thôi.
Cho nên mà cái bậc mà Sakadagami này tức là ngay cả chỗ này nè, phải kèm thêm tức là ba cái này ha, kèm thêm tức là những cái ác bất thiện pháp là Akusala Dhamma nào mà dẫn xuống bốn quả khổ, là vì nó đã diệt trên đây luôn. Tại trên đây đã diệt hoàn toàn rồi, không còn bốn đọa xứ nữa. Vì đó đã cắt đứt được ba cái này rồi, kèm theo là các mà bất thiện pháp khác mà dẫn về đọa xứ, các ác và bất thiện pháp khác rồi. Akusala Dhamma. Dạ. Rồi cái này đó thì do vì nó không còn mà gọi là liên quan gì đến gọi là bốn cái apaya nữa, cho nên cái dục ở đây là cái dục mà dục thô ha, và cái sân này là sân thô. Thô ở đây thứ gì, nó thể hiện ra bằng, nó không có còn gọi là sát sanh trộm cắp tà dâm nữa. Ví dụ như cái vì rằng giới của vị đó đã thành ngũ là viên mãn rồi ha, ngũ giới là đối với bậc Sotapanna tức là không có còn mà phạm nữa, và tam quy của vị đó cũng vẫn đầy đủ luôn. Dạ. Cho nên đó là cái dục này tức là cái gì, vẫn muốn thụ hưởng. Ví dụ như trường hợp bà Quý Sa Kha hay ông Anathapindika nhỉ, các vị mà đều gia chủ mà giàu có hết, các vị trưởng giả đều có hết, họ không có khởi lên cái tâm mà tham luyến bằng cái việc mà lấy cắp đồ của người khác, vì rằng vị đó thụ hưởng tài sản nó quá nhiều rồi, vì đó dư sức rồi, vì đó đâu cần mà phải tham muốn cái gì mà sái quấy đâu vậy. Cho nên khi mà vị đó thụ hưởng cái tài sản đó ha, ví dụ như vị đó hoan hỷ với cái tấm choàng mà bằng vải kasi mà của bà Quý Sa Kha thì bà quên mà để quên ở chùa đó, bằng mấy trăm ngàn đồng tiền vàng vậy, thì khi mà bà sử dụng cái đó bà vẫn có thích ý không? Có thích ý chứ, nhưng mà có thấy chân chắn không? Có chắn mạng không? Có chứ, từ tài sản của chính bà mà. Cho nên cái cam á ra cái vẫn còn ha, rồi bà vẫn còn mong muốn tức là hưởng thụ được cái ngũ dục mà ở trong cõi dục này. Bằng chứng tức là sau khi thông qua mạng chung sư mệnh chung là các vị đó thông qua mạng chung các vị đó đều sanh về cõi ở trời và con người luân chuyển trong suốt nhưng mà không có 7 kiếp hả? Dạ. Cho nên cái Yabada và cái Kamaraga của vị đó là gì? Nó dạng khô ha, nhưng mà nó không phải, mấy cái này không phải là dẫn đến về đọa xứ nữa, tại vì mấy cái đọa xứ là đã cắt trên đây luôn rồi. Dạ. Rồi đến cái Anagami tức là đoạn tận luôn cả hai cái sân rồi luôn ha. Dạ. Nhưng mà do vẫn còn mà ái sắc và ái vô sắc cho nên hai bốn cái tham này vẫn còn nha. Bốn cái tham vẫn còn. Vì nó chỉ diệt được hai cái sân được thôi. Hai cái sân này. Như vậy là gì được rồi? Hai cái này, hai cái sân luôn. Đó là sáu cái rồi hả? Rồi chỉ có đến cái bậc mà A-la-hán là mới đoạn tận được luôn cả hai cái này và luôn cả cái Uddhicca này. Như vậy trong 12 tâm đó thì chúng ta sẽ phân theo cái bậc thánh, như vậy sẽ đoạn tận được cái gì ha? Sẽ tương thích cái đó. Rồi tương tự như vậy đó thì 12 cái tâm bất thiện này chúng ta sẽ so sánh với lại trong 10 thập thiện nha, 10 bất thiện nghiệp nha, thì sắc sanh trộm cắp tà dâm nó sẽ là từ tâm nào mà tạo ra nè. Tiện thể chúng ta nói tôi nè, bôi tiện thể chúng ta nói tôi nè, bôi tiện thể chúng ta nói